28 tháng 10, Thánh Simon và Thánh Giuđa Tông Đồ. Người chọn 12 vị mà người gọi là Tông Đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện và suốt đêm người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, người gọi các môn đệ và chọn 12 vị mà người gọi là Tông Đồ. Đó là Simon, mà người đặt tên là Phêrô, và em ông là Andrê, Giacôbê và Gioan, Philippê và Bartolomeo, Matthew và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot kẻ phản bội. Người đi xuống với các ông và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng. Có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Judea, Jerusalem và miền duyên hải Tyro và Sidon đến nghe người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật. Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới người vì tự nơi người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Đức tin trên nền tảng các tông đồ. Người chọn 12 vị mà người gọi là tông đồ. Thánh Simon và Giuđa mừng chúc một ngày, bởi vì các ngài đã cùng nhau hoạt động tông đồ để hoán cải dân ngoại. Thánh Simon còn gọi là Nhiệt Thành, bởi vì cũng như Giuđa, ngài thuộc về nhóm những người phản đối sự chiếm đóng của đế quốc Roma. Nhưng đối với ngài, sứ điệp của Đức Kitô là sự khám phá tình yêu và lòng thương xót đại đồng của Thiên Chúa. Thánh Giuđa con của Giacôbê cũng gọi là Ta-đê-ô, là anh em của Thánh Giacôbê hậu và của Thánh Simeon, giám mục Jerusalem, và là anh em họ của Đấng Cứu Thế. Trước khi được nuôi dưỡng để trở thành sứ giả của tin mừng, ngài là một nông dân. Thánh Simon đã rao giảng ở Ai Cập, ở Mauritania, ở Libya. Còn Thánh Giuđa, sau khi đã truyền giáo ở châu Phi, ngài trở về Đông Phương và loan báo tin mừng ở miền Giuđa, Samari, Syria và lưỡng Hà Địa. Simon và Giuđa gặp lại nhau ở Vịnh Ba Tư, và ở đó các ngài quyết tâm giữ vững niềm tin và cùng nhau chịu tử đạo. Những điều phi thường mà Thiên Chúa đã làm qua bàn tay của Thánh Simon và Giuđa đã làm cho vị vua của xứ này kính nể. Có câu chuyện rằng hai con sư tử sổ chuồng gây nỗi khiếp sợ. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Thánh Simon và Giuđa đã điều khiển cho những con vật tàn bạo này phải nghe theo. Sau đó, vua, triều đình và hơn 60.000 người Ba Tư trở lại đạo Công giáo. Các nhà thờ được dựng lên trên những đống đổ nát của các đền thờ ngẫu tượng, như một dấu chỉ hiển nhiên rằng sự chiến thắng của Đức Kitô đã được thực hiện. Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn tạ ơn Chúa vì đức tin của các gia đình đã được xây dựng trên nền tảng của các tông đồ và chính Đức Kitô làm đá góc tường. Xin cho các gia đình trung thành vững tin và làm chứng cho Đức Chúa. Lần chuỗi mân côi là cùng mẹ đi lại con đường của Chúa Giêsu, cùng mẹ suy ngẫm tình yêu thương của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, cùng mẹ sống cách sống hiền lành, khiêm nhường để hy sinh dâng hiến vì yêu thương như Chúa Giêsu, và còn là cùng mẹ ca tụng, cảm tạ tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa dành cho mỗi người, mỗi nhà. Lần chuỗi mân côi còn là phương thế cho mỗi người, mỗi nhà chiến thắng được những cám dỗ bất chính, để giữ lòng tín chung, yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và giữ lòng chung thủy yêu nhau, yêu mọi người. Lần chuỗi mân côi là cách tỏ bày lòng kính mến Thiên Chúa, kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, và
và còn là cách tuyệt hảo tỏ bày tình yêu thương hiệp nhất với nhau trong gia đình và với hết mọi người. Ước gì mọi người, mọi nhà cùng sốt sắng lần chuỗi mân côi, lần chuỗi chung, lần chuỗi riêng suốt cuộc đời mình, đặc biệt trong tháng mân côi này. Mẹ con cùng nhau sớt chia Maria.